Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá, vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là bà em tắm trước, rồi em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Chồng em là còn Jin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình là hồi hộp. Lúc mà mình lúng túng mình không biết gì chân đó, rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Dạ, dạ em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến dạ. Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên thì bạn đó thì không có xe thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. Dạ, em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác, tại vì người khác đều là người lạ, cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích, tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em, rồi xóa hết những tin nhắn. Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau, thì nhắn tin Facebook thôi. Thì chồng em mới kêu em thôi ở đó đi đợi. Thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết, cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ, ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện, hoặc là gọi điện thoại, chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á. Kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối, em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho. Em nghĩ bình thường thôi, thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, nên em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau, đi ăn uống, đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai. Cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay. Thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này kia nọ. Thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi. Thì em nói Huy làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Không muốn quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi. Là em nghĩ là bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa. Thì em mới nói là Huy ơi, cái nói nghe nè. Cái nói xong trả lời thì chồng em suy nghĩ một chút, với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ khi mà em nhận được cái tin nhắn đó em thấy bị rối. Rồi xóa não liền đúng dạ, không? Thấy giống như là em mới lớn mà mới 20-21 tuổi thôi mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Bắt đầu là ra bờ sông mánh giác áo phơi, rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá, vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là bà em tắm trước, bà em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Nhắc ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 thôi. 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới.
Thì chồng em là còn Jin. À. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em mới là em giật cái chứng minh. Thì em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trai trẻ. Cái lần đầu của em sao, Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Ừ. Mà mình lúng túng mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là cũng chỉ có phim nhiều tập hay là phim một là nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. Đó. tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối cho đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, ơi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ mới có 2 ngày dạ. Thôi đó, trời ơi, như vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi, tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới được 2 năm rồi cưới, bây giờ cưới được 2 năm. Dạ, rồi. Đúng rồi. Là có em bé không? Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi, bé đầu 4 tuổi, bé sau thì được 8 tháng. Ủa, 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng, là em đặt làm cưới là 7 tháng luôn, trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không, gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Ừ. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai á, mà không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Ừ. Thế vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Ừ. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ừ. Ngồi xuống con nói chuyện cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Ừ, rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nó dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói gì cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi nè. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy vậy không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính đó. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em bùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều, nhậu cực kỳ nhiều luôn. Ba đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề. Thậm chí đồ lót, đồ trong cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần 1 năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có 3 người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá, cũng nói ra hết.
Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân. Rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót, đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình. Hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ. Có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng, không biết nấu. Giặt đồ, không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình. Việc ở ngoài rất là giỏi, nhưng mà việc gia đình không biết. Rồi em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn. Biết nấu cơm cho chồng. Và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi. Biết chia sẻ thì mới hiểu nhau. Chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự, từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi, thì bạn này phải là cái tùng cái bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn, về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi. Có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy. Nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi. Em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Rồi cứ thay đổi thử. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào em về em thử Na, đã anh biểu coi, ví dụ vậy. Rồi, Na vậy nha. Dạ, em tên là Lê Thị Phương Trúc, năm nay 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng của công ty du lịch Apex. Còn em? Em tên là Nguyễn Thanh Phong, 28 tuổi. Em đang là giám đốc, em có công ty riêng. Phong là 28. Dạ. Trúc là 29. 29 à, đó. Nhưng người ta có chức có quyền. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao, người ta 28 người ta giám đốc một công ty riêng của người ta rồi đó. Chắc có lẽ đây chỉ là nhân viên mà thôi. Cái tài mà dữ dội hơn nữa đó chính là chinh phục được cô vợ xinh đẹp như thế này. Vậy thì bây giờ quá trình chinh phục như thế nào? Chúng ta hãy đi từ từ. Từ cái giai đoạn mà hai bạn gặp nhau. Gặp ở đâu? Kể nghe đi. Em gặp vợ em ở trong quán cà phê. Thì tình cờ một người bạn của em thì gọi điện cho em, mời em uống cà phê. Thì em chạy ra thì có vợ em với bạn người bạn của em ở đó. Em gặp thì thấy vợ cũng vui vẻ, cũng cười, thấy cũng phái phái. Phái phái. Dạ. Em thì sao? Đầu tiên ấn tượng của em thì anh này ảnh rất là đen, mà con mắt ảnh lông mi thì rất là dài. Và ảnh cứ chớp liên tục, nó không biết sao. Mà anh chớp sao đâu không? Chớp liên tục nhưng mà nhìn cũng được thôi. Trong đầu có ý định là thôi để giới thiệu cho em gái con của ông cậu. Tại vì qua nói chuyện cũng là biết anh này anh nhỏ hơn em 1 tuổi. Thì không phải gu của em. Người này nhỏ tuổi hơn Trúc không phải là cái gu của Trúc. Dạ. Vậy thì cái gu của em là như thế nào? Ít ra cũng lớn hơn em phải 4-5 tuổi. Thế nhỏ thì em nghĩ trong đầu chắc không chín chắn lắm. Với mắt cứ chớp chớp mà nói nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì lấy một người không phải gu của mình. Thì bây giờ em thấy cái gu của em thay đổi chưa? Dạ thay đổi chị. Đúng không? Dạ. Đó, cuộc sống hồn nhiên, nhí nhảnh, vui vẻ hơn. Dạ. Rồi bắt đầu cuộc cách mạng chinh phục người phụ nữ xinh đẹp này như thế nào? Dạ thì em tấn công tới tấp luôn anh. Em là gọi điện mời uống cà phê. Rồi uống cà phê xong rồi mà đi uống cà phê rồi mà đi ăn. Giờ em lúc đó thì ví dụ là mà cứ tục sinh nhật gì đó, tục sinh nhật á là có em hết. Rồi bao lâu thì em cảm thấy là không thể thiếu con người này? Khoảng hơn 6 tháng á chị. Mà tại ngày nào cũng gặp nhau hết. Thì sau 6 tháng lúc đầu thì em vẫn còn ý định là giới thiệu cho bé em. Đó, khoảng 6 tháng thì thấy anh này cũng thiệt thà. Với em kêu anh là sửa bớt cái tật chớp chớp mắt lại. Vậy thì bao lâu thì em mới cua được chị này?
Dạ khoảng một năm là cưới luôn anh. Có nghĩa là 6 tháng là đã 6 tháng là đã dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Dạ. Rồi. Dính trong 6 tháng nữa là hốt luôn. Dạ đúng rồi. Đó, check keo luôn. Đánh nhanh mà anh, đánh nhanh. Đánh nhanh. Dạ. Tại vì đi vào á ảnh cũng gọi điện thoại á mà rù rù á gặp nhau rồi. Về nhà xong khuya còn gọi điện thoại. Em ơi cứ cưới đi, anh đi coi bói rồi. Thầy bói nói năm nay á mà cưới á là hai đứa mình sau này dị hậu lắm. Hay nào cũng vậy, cứ tối về là anh gọi điện nói vậy đó. Mà bây giờ có thấy là có khá hơn lúc mà chưa cưới không? Dạ khá. Mà rõ ràng bây giờ chị cũng thấy trúng rồi đó, là bởi vì mới có nhiêu đây tuổi thôi mà người ta là giám đốc rồi. Giám đốc của doanh nghiệp. Lúc mà cua bạn này là chưa làm giám đốc phải không? Dạ đúng rồi, lúc đó chỉ em là nhân viên thôi. Ồ. Oh. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm rồi. Thì về có bị vỡ mộng về nhau không? Dạ có chị, từ lúc quen á là ảnh chiều lắm, từ A tới Z muốn gì cũng được hết. Xong mà khoảng 3 tháng sau á là ngày nào mà ảnh cũng đi nhậu á, không nhắn tin là cho em biết luôn. Em gọi điện thì nói đang nhậu bạn, đang ăn với bạn xíu về. Em hỏi là xíu là bao lâu? Cứ xíu không. Cái bữa đó sao mà em quậu lên quá, trong vòng 15 phút phải về tới nhà. Còn mà nếu như không về tới nhà thì bây giờ em sẽ đi. Cái gọi điện tắt máy luôn anh. Thôi lúc đó em tức quá. Xong rồi á em mới cái em qua nhà bên bà chị. Khi em đi em nhắn tin á là cấm gọi mẹ, xong em tắt điện thoại lại. Không, lúc đó tâm trạng của em sao khi em về em không thấy vợ? Dạ lúc đó tại vì tâm trạng mình hơi buồn, hơi lo mà thấy có lỗi, thấy mình hơi quá đà. Cái về tối ngủ thì tự nhiên buồn buồn thiếu sao. Thiếu cái gói ôm. Dạ. Rồi cái ngày hôm sau thì gọi được vợ thì bắt đầu năn nỉ xin lỗi. Rồi hứa là từ đại sau không nhậu gì trễ nữa. Thí dụ có đi thì phải báo trước. Rồi có tha liền không trúc? Dạ không, phải bắt hứa đàng hoàng. Nhậu phải xin phép, hoặc là đi gặp bạn hay uống cà phê gì phải xin phép mấy giờ về. Từ đó có hết có hết nhậu chưa? Hết giảm bớt hẳn đi luôn. Em có vỡ mộng gì à? Dạ có. Rồi kể đi, kể dạ vợ vậy. Em dữ tính lắm chị, nóng tính lắm. Mỗi lần em đi nhậu á, thí dụ 7-8 giờ á, gọi điện gọi lần 20 cuộc, gọi liên tục luôn. Em hả mới vừa nghe xong tắt máy cái để xuống gọi nữa, gọi hoài luôn, sẵn sàng lỗ tai luôn. Quán nào? Nhậu với ai? Mấy giờ về? Nghe nó không đi là sao? Sao này quen quen ta? Rồi ngày nào cũng ăn nhậu, tối ngày ăn nhậu tháo mang hốc uống. Rồi chứ bạn gọi nghe mà nghe bạn em thấy âm thanh nó lan tỏ ra, bắt đầu thấy nó sợ rồi. Không phải như thế nào cũng hét vậy đúng không? Tại anh chị biết sao không, là ảnh đi được nhưng mà em đi là anh lại ghen. Anh không cho em đi. Cuối tuần đi với bạn gái cũng vậy, anh không cho đi. Mà tối khuya á mà lỡ bạn trai mà bình thường thôi, mấy anh bạn bình thường gọi hỏi thăm thôi, mặt ảnh ngủ xuống đóng nha, không hề nói chuyện. Em nói ủa anh đâu làm gì đâu mà tự nhiên vậy, cái hỏi khuya mà còn nói chuyện hoài, đi ngủ đi. Tại vì nói chung mà tối mà buổi tối mà gọi trai gọi nhiều khi cảm giác đến mình nghe bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà sao không cho người ta đi với bạn gái đi mua đồ? Thì em thích chở vợ em đi mua gì đó. Rồi thời gian đâu đi nhậu? Đâu thông thường thì một tuần em chỉ đi một lần thôi. Mỗi lần em nhậu về hả vợ hả? Cào ôi nè. Tay hả? Cào cào ôi nè. Trời ơi. Rồi hả? Bay bay hả? Lủng lỗ luôn, máu me không. Trời ơi. Có bữa hả nhậu về xỉn á, em lại năn nỉ ghẹo ghẹo á hả, cầm điện thoại quăng cái vô mỏ, chảo mỏ xịt mỏ luôn. Trời ơi. Trời. Rồi có lúc hả em ghẹo hả xô đẩy vô tường, đập đầu tường luôn. Trời ơi, ơi thế thảm vậy. Rồi chưa tính hả là hả nhiều khi hả bóp cổ nữa. Bóp cổ em làm sao? Đâu làm thử cái coi có đưa nó qua đây. Đúng rồi. Bóp trước. Bóp trước luôn. Bóp. Bóp trước. Rồi. Bóp mà giống như trong phim. Có đi ngang nữa không? Em kháng cự gì luôn hả? Dạ không thì em đẩy ra em xô ra thôi chứ mà em không. Chỉ dụ là đưa tiền. Thôi em đừng giận, đứa bữa nay anh khách anh đưa tiền cho em nè. Đưa tiền mua sắm tại nó la quá, đánh vào tâm lý. La quá, nhức đầu quá, thôi giờ lấy tiền nè, mai mua đồ nha, mai cho vui nha. Bị vợ cào, bị vợ coi như là bảo hành như vậy mà có bớt nhậu không? Dạ bớt rồi. Rồi vợ em còn có cái tật xấu gì nè? Lì lắm. Nói không nghe. Tại vì nhiều khi vợ em thích mua cái gì em nói thôi cản từ từ, để từ từ mình từ từ đi. Không, mua liền, mua còn được. Nhất quyết mua còn được. Còn gì nữa không? Nóng tính. Nói hết đi, sớm muộn chuyện chút về cũng bị đánh à. Nóng tính. Nhân cơ hội nói luôn đi. Nóng tính anh. Nhiều khi em cái gặp sự việc gì đó, nhiều khi em kiềm chế được. Dạ em hả la sảng sảng lên vậy đó. La xong rồi thôi, không có để lòng. Không có để bụng. Dạ đúng rồi, không có để bụng. Nhưng mà la lên, la gì lắm. La nói liên tục luôn á, nhức đầu luôn á. Cứ để trong lòng ức chế. Chị không nói rồi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, không có nói lại. Nói luôn đi. Không, em có nhiêu đó hết rồi, còn chồng em mới trời nhiều. Trời. Chồng em mới nhiều. À, còn chút, không còn gì nữa. Nhiều chuyện á, là một câu chuyện á, mà có thể là kể tới, có câu chuyện một cùng một nội dung. Anh kể chắc 8 người, mà em ngồi đó em thuộc lào đọc đi đọc lại. Cái đó là tính kiên nhẫn á. Nhiều lúc muốn khùng luôn mà không cho em đi đâu á, bắt ngồi để chơi với ổng. Không, ổng nghe ổng kể chuyện không à. Rồi đó, còn ổng lười lắm, cưng con.
mà chơi xong cái quăng ra cho em ẩm chứ không có chịu ẩm. Nghe vậy vợ nghe kể xấu mà mặt rất là hạnh phúc. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Bớt nhiều chuyện với bớt lười lại được. Bớt nhiều chuyện bớt lười biếng. Dạ. Em mong muốn vợ em. À, dạ em bớt nóng tính lại, thiệt là một tí. Có nghĩa là cái mong muốn của em là bớt vợ bạo hành mình đó phải không? Không, không phải bớt bạo hành mà bớt nóng tính. Bớt la thì khi bớt la nóng tính ta mới bạo hành. Cái gà cho mà còn chối. Dạ. Trời ơi, gà cho để mai mốt không có bị bóc cổ. Còn muốn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, nhắc éo rồi. Hết rồi. Hết rồi anh. Em mà mỗi lần mà em nặng tay với chồng vậy á là chồng em có bị đau không? Dạ có lúc đau có lúc cười, không biết vui sao cười. Nhưng mà thấy nãy nói là gì cào bật máu ra mà tại lúc mình dạ đau dựng. Sáng tắm hả, mỗi lần sáng rồi tắm hả rát, trời ơi đau kinh khủng luôn á hả, tay nó lủng lỗ vậy nè. Con em là con trai gái? Dạ con gái. Có khi nào nó thấy mẹ cào ba vậy chưa? Dạ chưa, từ hồi có nó tới giờ là không, giờ là hết cào, giờ nghe lời lắm. À, có nghĩa là lúc hồi yêu nhau thôi gì? Lúc mới cưới á chị. Lúc là mình yêu quá rồi cái mình lỡ tay thôi đúng không, chứ đâu phải mục đích là tại nhiều lúc cứ chọc lét hoài à, bực bội mình đang giận mà chọc lét mình mắc cười, mình phải kiếm cái gì để giống như mình vẫn còn giận vậy á. Tính ra không là cào á. Mà không chịu cứ liền cứ sắp vô thì thôi cào cho mà mỗi lần giận là không nói chuyện bao lâu? Em hết tiền thì có lúc từ chuyện, có lúc thì xíu là hết giận, chuyện nào mà lớn là qua mấy ngày. Tại vì nãy chị chưa có hiểu lắm, chị nghĩ rằng là qua cái lời kể của bạn này, mặc dù mặt bạn hạnh phúc lắm nhưng mà cái bạn kể ghê quá. Cái chị nghĩ là mỗi một lần như vậy là bị thường xuyên đó. Dạ không chị. Đó cho nên chị hết hồn, chị tính nói thôi đừng thường xuyên. Đó. Nhưng mà bây giờ biết là lỗi là do em đúng không? Dạ. Nhây quá cho nên người ta phải dùng cái chiêu đó để người ta ngưng cái nhây của em lại đúng không? Dạ giống như đi ngủ vậy đó. Em nói mình nhận giận mình quay chỗ khác mình ngủ mà cứ quay qua chọc lét mà. Nói sáng đi làm mệt lắm, thôi cho em ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi. Cứ quay qua chọc chọc nữa, em nói cho em ngủ xíu đi. Bây giờ sáng em đi làm nhiều việc lắm, chọc chọc hoài, đang cầm điện thoại kế bên á, bực quá quê như này cái mới trúng cái mỏ mới sinh. Trời ơi vậy mà nó nghe cái lời của chồng kể giống như là chồng bị bạo hành. Trời ơi thì ra là tại vì á cứ khều khều móc móc hoài người ta mệt. Rồi thực ra những cái điều mong muốn của tụi em á nó đơn giản quá mà đúng không? Dạ. Đó cho nên rằng bây giờ là tụi chị cũng như chương trình chúc tụi em hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi nếu được xin thêm đứa nữa nha. Cho đủ gạo đủ nếp nha. Dạ. Dạ xin cảm ơn em. Cảm ơn anh. Dạ. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả các vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường nữa thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Đó, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang ngang nhau đó. Đó, đó. Đó. Hai, mà hai người bạn đó. À, đó. Quốc Thanh Quốc Thuận. Đó, đồng hướng, Quốc Thanh nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Nó ngoài vậy? Thiệt chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À anh họ Tô hả? À. Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Ừ. Dạ. À. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Ngọc Soàn đó. Võ Thị Ruby. Dạ em năm nay 35 tuổi. Dạ nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Trời ơi. Rồi vậy giờ nói luôn, đúng không? Nó bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái mà hai này đứa nè gặp nhau? Dạ. Lý do gì vậy?
Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần sọt ngắn ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông. Nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn như nè. Tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai. Thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. À, lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn. Chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đây hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa hộp xoàng dễ thương hơn á. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì hộp xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai bên luôn á. Có hai bóng hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thà như thế, rần như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong cái đấy cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói thôi cũng được. Nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nghe không? Cái từ cũng được nghe. Được đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc clip. Đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hộp Xoàng hay là Hộp Xoàng tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà dạ. Thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn ít hơn á. Dạ. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước. Đó, nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Bởi chị hỏi em là vậy đó. Có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Đó là trò chuyện nhiều hơn, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cái MV đó đúng không? Tụi mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau, chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, lại cả tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình phải nói là đã lắm, sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á diễn á,
giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, giống như thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông nào mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Ừ. Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Ừ. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. À, có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. À. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại đúng rất là rồi, ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Ở đây Phúc dạ. Là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái rồi. Dạ. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần xài chữ tượng Cương của tôi không? Kim Cương hoặc là Xoàng. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. À. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàng, bé Xoàng. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ á. Dạ thì lúc đó em cũng nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết tại vì em biết không ngày lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là dạ. Quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, dạ. Cũng MV ca nhạc đó. Dạ. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về chị? Rồi cũng đâu có ngủ được. Cũng đâu được vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá, sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Rồi xả giá luôn. Xả giá luôn được đó. Đúng một ngày một. Ừ. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh. Phân Linh có mà. Và cuối cùng là ai nhắn ra? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn hết. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lận. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Rồi. Vậy đó, nên cho nên cái cảm giác lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cục cỡ tụi tôi. Sao rồi đó. Cục cỡ tụi tôi. Tụi tôi quay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được con ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Tôi mắc cỡ đừng kể nữa. À kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời ơi hai chồng mắc cỡ rồi giờ cuối cùng sao đây ai kể. Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì. Đó. Yeah. Đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Vì sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Cái ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá hả? Tức là đi ăn, mà đi ăn rồi. Xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau. Rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng á, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó. Mà trong lòng thì đi được diễn được một tuần rồi cũng thấy
thấy nhớ nhớ. Bắt đầu nhắn tin. Nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu mà đúng đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nó mãnh liệt chứ, nó gần liệt. Nó la mà lắm đúng không? Nó la mà lắm đúng không? Có nhào tới ôm đi. Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà em nói gì ai. Sao em mà em với ai? Yêu thầm Thúy Nga biết không? Em biết Thúy Nga mình. Dạ biết. Yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết Thúy Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cần tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó. Bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn đó đúng không? Dạ. Ở đó chị nhớ rồi dạ đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi là... một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là của nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ rồi. Còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác ấy mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập, coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp những người bị đẹp đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có rồi em có sợ, em có giống như là đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài.
và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau anh nằm sấp trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có kim cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn lắm. Cuối năm của nhóm 1088 đó. Là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa và đã đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, dạ. Mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao dạ. nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải nghỉ ngưng hát dạ, khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó, trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Dạ. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn dạ. hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là lúc khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn dạ, nha. Từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ. Có nghe nè. Rồi ảnh thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà ảnh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào ạ? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Và sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn chỉ có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Ủa, có nghĩa là bởi vì anh lời. Anh lời. Em lời quá. Bởi vì lời lắm hai dịp rồi. Hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển ở giữa dưới biển đó. Tặng cho em nha, là em là mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới cho bự hơn. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Dạ. Có giống cái cũ không? Hay dạ, là bự hơn? Dạ, to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi, nói chung là. Đó là... Nói chung là có Phúc. Có Phúc. Cưới Phúc, có Phúc. Đó, thì đó. Luôn. Kim Cương mà cưới anh Phúc, có Phúc. Có Phúc. Kim hay Cương quá. Mà đi tặng hộp xoàng cho Kim Cương. Trời đó. Chợ cuối về rừng. Ờ, chợ cuối về rừng nhiều luôn. Chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng Kim Cương nữa. Tặng bạc đi. Đó. Đó. Rồi. Sao ta? Thôi bây giờ là bắt đầu. Thôi bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần... Thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc. Chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của ảnh á. Đó. Không biết luôn á. Đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Siêng không? Có siêng không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á. Nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những
cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi giống một thiệt là lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì bao thì chắc sáng tác đó. Cứ ngồi giống hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra là đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa, thiệt là lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu kiểu vậy. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Vân Phúc biết được cái nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn một người mà làm giống như làm hơn hai ba đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì hai ba đứa nhân viên, hai ba đứa mà gộp lại mới bằng anh bà. Dạ, đúng rồi. Thăng thắt lắm. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đã đúng rồi. Ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có cái đâu cao lắm nữa. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết là con giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng rồi. Dạ đúng rồi, tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng show chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ để đợi. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới trễ chút, phải tới cho người này hát cho người kia trước. Nhưng mà em không có tính đó, thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Dạ. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng không? Hối kiểu dạ, lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn. Ủa mà giờ lạc đề nữa, đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi, anh còn sở đoản. Anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn. Nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiển hết nha, anh thích để kiển ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chòi á, tự bắt đầu nó nở ra một lần. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi bác Thuận, bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tụi ghét tụi này mà hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không, đó là cái đam mê. Nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Là một cái sở thích khác biệt như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Bây giờ đã thay đổi luôn rồi đúng không? Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu
mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực, mình nghe mình bực, nói hoài mình hết nên rất là dễ quạo. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ồ, dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hồng xoàn vô mặt á. Ừ. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. Đó là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nào bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lét đóng cửa luôn. Đóng hoài gì. Đứng ngoài sức đúng không? Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Con này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không. Nhưng có mà được cái là không có kẹo, không có kẹo với em. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không kẻ hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng xài đúng chứ, nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công chí rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng, nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Dạ. Không có gom lại mua đâu chị, rồi bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ mà tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Ôi hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vậy sao vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt nói rượt luôn. Bớt rượt Phúc rồi. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì?
muốn thay đổi, muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vô cửa vô nhà. Dạ, vô cửa vô nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ. Nhiều vui khi chứ. Ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân bình thường giống như em rồi. Thế là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ, chúc phúc. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi nghe, còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị.